Vâng, em xin chào ở nhà. Hôm nay vào đến chỗ vườn phát tài của cậu em Phương Tô, chùm sọc miền Nam ở nhà. Đấy, thì rất ưng ý với cái chậu sọc này. Đấy, cho nên em cũng muốn nhân tiện vào đây thì có một cái gì đó là anh em giao lưu với nhau. Thì cho nên là em chốt luôn cái chậu này ở nhà nhá. Chốt luôn chậu này. Thấy tặng thân lá nó phê quá. Đi là để thứ nhất là phát triển thị trường, và thứ hai là để kết nối tình cảm giữa các anh em đấy, cái đang trồng kinh doanh đấy, anh em đang toàn cướp cây này. Ở đây Phương Tô đi ra đây xong rồi xem phát biểu một câu nhỉ. Đấy, hôm nay anh em mình đấy, anh chia sẻ cái chậu này. Đấy, bắt tay cái này. Đây. Con này nàng hương mà không đấy. Không có hai nàng hương. Đây rất đẹp trai luôn nhá. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hôm nay rất ưng ý một cái chậu này, hai anh em giao lưu với nhau. Đấy. Đi rồi hết kia giờ. Kia phải về để về live stream cho nó đẹp. Rồi chúc anh về trăm cây tốt. Rồi, cảm ơn rất nhiều luôn. Dạ. Lúc nào ra thì phòng anh lại tìm lại. Chắc chắn rồi, tháng 6 rồi. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Vâng. Lúc nào ra lại thịt lại. Về quá cả nhà. Cũ mầm gốc. 42. Chào anh đến lấy nè. Rồi lịch khai giá đây này, thôi nhá.